Xin chào mọi người, hiện tại thì bác sĩ Việt đang thực hiện một ca, đó chính là treo mài và cắt mí dưới cho một cô khách hàng. Và bác đang thực hiện đến bước là cắt mí dưới của một bên mắt bên trái cho cô khách. Cô khách này là cô khách do là cô lớn tuổi nè, tình trạng da dư da thừa ở mắt dưới của cô cũng như là ở dưới cung chân mày khá là nhiều, và sau khi mà được bác sĩ Việt tư vấn thì cô đã quyết định thực hiện treo mày và cắt mí dưới để giúp loại bỏ đi phần da dư da thừa ở mí mắt của cô. Dạ bác ơi, thường á thì đa số là khách hàng á thắc mắc là cái phương pháp cắt mí dưới á là chỉ có những khách hàng ở độ tuổi trung niên do da dư nhiều á thì mới thực hiện được, hay là bất cứ vị khách hàng nào cũng có thể thực hiện được, hoặc là gặp tình trạng gì mới thực hiện được phương pháp này vậy bác? Người dư mỡ như da thì mình cắt bỏ da bỏ mỡ,
có những trường hợp có một cục mỡ mình cắt bỏ mỡ thì cũng hay như trường hợp này, tôi cắt mỡ nhưng mà tôi phải chuyển ghép xuống dưới, tại vì nếu mình cắt cho đó nó sẽ bị hỏng, hỏng thì nó không đẹp, nó thấy nó sâu quá, nên tôi phải lấy cái mỡ này để chuyển xuống phía dưới này xíu để cho nó đầy. Nên cô này có cắt mỡ nhưng mà không có bỏ mỡ, chuyển ghép cái mỡ xuống. Vậy thì thường á, cái phương pháp mà cắt miếng dưới này là bác, nó có ảnh hưởng gì đến thị lực của khách hàng không ạ? Da mở ngoài ra cũng như nó căng mắt là được. Dạ, tại thường đa số khách lớn tuổi thì thường mắt sẽ yếu á, cho nên là khách hàng đa số sẽ rất là lo về khi mà thực hiện, sợ bị ảnh hưởng tới mắt. Nhưng mà bác sĩ Việt cũng đã giải thích cho mọi người là chỉ cắt da ở ngoài thôi, không ảnh hưởng gì tới mắt bên trong của mình hết. Lớn thì thường cái thường da xung quanh mắt, thường da xung quanh mắt phía trên thì nó thường thì mình có thể xử lý bằng cách mình cắt ra từ dưới khuôn mày, hoặc cắt ra từ trên khuôn mày và lên khuôn mày ấy. Hoặc là mình cắt ra từ ngay cái đường cắt hai mí, tùy theo tình huống mà mình cắt phá cái câu nó thì cũng được. Vậy thì cái treo mài á bác, đường trên hoặc là đường dưới á, là còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi khách hàng nữa đúng không bác, chứ không phải là Mình thấy như coi nó kiểu như thế nào mình có biết được cái kiểu là người nôm na là như vậy. Dạ bác ơi, với phương pháp treo mài á bác, thì sẽ giúp khách hàng loại bỏ đi cái lớp da dư giống như bác nói. Vậy thì cái đường chân chim ở đuôi mắt với lại ở trên mài có được loại bỏ không bác? Trên mài thì không có đâu bỏ được, mình nhíu từ cái mài xuống mới bỏ được. Dạ. Chân chim thì thường không có trên mài, chân chim thường cái đuôi mắt không có mài cái đau thôi, Dạ. còn trên mài là những nhăn cán rồi chứ. Nhăn cán thì lúc đó mình có nhiều cách xử lý, Dạ. mình có thể tăng nhăn cán, có thể có chích cái mài đứt bọt mua tóc, hoặc có thể mình thấy mỡ tiêm mỡ phía dưới da nhìn chán thì nó cũng cải thiện được cái nếp nhăn, nó sẽ không nói lên tắt cái này một kịp thì mà mắt nhìn nó bị Vậy là bác sĩ Việt đã hoàn thành xong
treo mài và các mí dưới cho cô khách hàng. Đây mọi người có thể thấy là tuy là mới thực hiện xong thôi nhưng mà rất là ít sưng, ít bầm, không sưng không bầm gì nhiều hết. Và bây giờ thì Thanh Tâm sẽ cho mọi người xem hình ảnh của cô trước khi phẫu thuật nha mọi người. Đây là hình ảnh của cô trước khi phẫu thuật. Đây, trước khi phẫu thuật thì mọi người có thể thấy là phần da trùng nè, da dư ở mí dưới cũng như là ở dưới cung chân mày của cô khá là nhiều, cho nên là nó đã che đi cái nếp mí tự nhiên của cô và nhìn mắt của cô trông khá là buồn. Chẳng những vậy á, nó còn che đi thị lực của cô nữa, nó làm cho da dư sẽ che khuất đi, bớt đi tầm nhìn của cô rất là nhiều. Và sau khi mà được bác sĩ tư vấn thì cô đã quyết định thực hiện treo mài. Bác sĩ sẽ thực hiện một đường phẫu thuật nhỏ ở dưới cung chân mài, sau đó sẽ loại bỏ đi phần da dư da thừa ở dưới cung chân mài. Đây, phần da dư da thừa bác Việt sẽ loại bỏ đi cho khách hàng. Và đồng thời bác Việt sẽ đính cơ ở phần đuôi mắt để giữ cho cái kết quả này sẽ được lâu dài hơn cho khách hàng. Còn về phần mí dưới thì mọi người có thể thấy là cô có da dư và mỡ thừa ở dưới mí dưới khá là nhiều, cho nên là bác Việt đã thực hiện cắt mí dưới để loại bỏ đi phần da dư. Đây. Do là da dư ở trên mí trên đã làm sụp cái mí mắt của cô, làm cho mắt của cô trông có vẻ là buồn hơn nè, và nhìn có vẻ là lớn lớn hơn so với cái số tuổi của cô, cho nên là cô đã tin tưởng bác sĩ Việt và thực hiện ngày hôm nay. Đây mọi người có thể thấy, đây là sau khi mà thực hiện xong thì phần nếp chân chim ở dưới đuôi mắt cũng đã được loại bỏ đi nè. Da dư ở dưới mí dưới cũng đã được bác Việt loại bỏ đi rất là nhiều, làm cho cô trông trẻ hơn nè, đặc biệt là mắt của cô sẽ không còn u buồn nữa. Trong quá trình mà mình thực hiện á, thì cô có cảm thấy đau hay khó chịu gì không cô ha? Lúc cả thì cô không có đau gì. Dạ. Thì xong rồi hay... đúng không ạ? Đúng rồi. Trong quá trình làm thì không có đau đúng không cô? Dạ rồi. Cô về nhà thì cô nhớ là uống thuốc nè, cũng như là vệ sinh vết thương theo như lời dặn của bác sĩ. Sau đó thì 5 ngày sau mình trở lại để cắt chỉ. Thì khi mà mình cắt chỉ là vết thương của mình nó sẽ lành đi rất là nhiều luôn rồi. Và cái vết sẹo nó sẽ liền vào ở dưới mí dưới cũng như là ở đường cung chân mày. Cho nên là cô không có cần phải lo về cái vết sẹo nha cô. Cảm ơn cô đã tin tưởng bác sĩ Việt cũng như là tin tưởng Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du để đến thực hiện treo mài cũng như là cắt mí dưới ngày hôm nay. Hiện tại thì Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi giảm giá, cho nên là khách hàng nào có nhu cầu muốn trẻ hóa đôi mắt của mình thì hãy liên hệ ngay với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du tại số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, hoặc là đặt lịch hẹn qua số hotline 0938 442998. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.